Hello cả nhà. Chúng ta đi đến với lesson cuối cùng trong cái chuỗi các cái videos mà mình hướng dẫn mọi người những cái grammar quan trọng nhất để có thể viết và nói tốt trong tiếng Anh. Thì bài hôm nay của chúng ta về grammar Nazi at its best, tức là kiểu đỉnh cao của bắt lỗi ngữ pháp. Thì bài này sẽ kiểu tổng hợp tất tần tật những cái lỗi từ đầu đến giờ, và nó sẽ có những cái lỗi nó khó hơn cả những cái bài cả cái bài số 17 vừa rồi. Ok, thì chúng ta có đầu tiên câu này, bài này sẽ có 7 lỗi, hai câu rất là ngắn nhưng có rất nhiều lỗi ngữ pháp. Bây giờ mọi người làm từ từ nhé, pause cái video lại, chép nó xuống, sau đấy tìm lỗi từ từ nhé, được chưa? Pause lại nha, chỉ mất vài phút thôi, đừng lười. Ok, mình sẽ giải luôn nhé. Sau đây choose that, nhớ là không bao giờ có phẩy nhé, mệnh đề danh từ. Tiếng Việt mình không hiểu tại sao lại hay viết kiểu như vậy, như kiểu có sự thật rằng phẩy một cái, chẳng hiểu tại sao. Behavior of school pupils, mọi người nhớ là the behavior, the danh từ, of danh từ này. In some parts of the world, đúng không? Some parts of the world is getting worse in recent year. In recent years nó nói về cái việc là từ trước đến giờ, thì mình phải dùng là has been. Okay. Has been getting worse in recent years. Okay, nice. Several reasons can be adduced. Nó sẽ là ở đây này, có thể được đưa ra đấy. Để explain this state of affairs and this essay, phải câu phức đúng không? À, câu ghép đúng không? Mình sẽ tách hai câu ra. And this essay will suggest several viable solutions to remedy the situation. Rất nhiều lỗi đúng không? Đây là kiểu typical của bên 6 này, viết mãi toàn sai. 5 đến 6 điểm. Câu nào cũng có lỗi như này, chỉ được 5 điểm thôi. Ok. Mọi người nhớ là bài này là một bài tương đối khó. Nếu bạn nào có thể tìm được 90%, 95% là được 9 thoải mái luôn. Chỉ được 80, 90% là được 8 chắc chắn luôn. Được chưa? 60% thì chắc chắn là được trên 6 rồi, 70% thì 80% thì được 7 trở lên. Nên cố gắng thử xem mình làm như nào rồi. Được chưa? Đừng vội. Trong cái ngắn ngắn như này sẽ có 9 cái mistakes. Mọi người từ từ mà hưởng thụ nha. Ok. Chép xuống xong rồi tìm lỗi nha. Rồi bây giờ mình chữa luôn nhé. So what seems to be at the core of the way young people behave at school nowadays are related to parent and celebrity. Cho nên sai ở cái chỗ là are này, phải là is này. Bởi vì chủ ngữ của nó mình phải soát lại đúng không? The way này vẫn chưa phải chủ ngữ này. Đến cái of cuối cùng vẫn chưa phải chủ ngữ, bởi vì đằng trước của nó đến tận đây mới là cái động từ này. Verb này, what seems to be at the core thì đây là chủ ngữ này, động từ này. Thì chủ ngữ là what đúng không? What seems to be at the core of đến tận đây là chủ ngữ. Thì đây nó là mệnh đề danh từ, mà mệnh đề danh từ nó là cái việc mà nó một việc đó. Thành ra nó là place related to parents and celebrities, có nhiều người mà mình đâu nói về một parent nào đâu đúng không? Ba lỗi rồi. With regard to the former, phải phẩy một cái, không có người ta chẳng hiểu gì. Former đây là thằng trước, mình nhắc đến parents và celebrities thì former chính là thằng parents đúng không? Modern parents are too lenient and permissive. Chỗ này nó rất là quy chụp này. Đây chính là cái lỗi mà nó sẽ subtle hơn, nó sẽ kiểu tinh tế hơn. Nếu mọi người muốn viết tốt ạ, mình phải dùng là many parents are too lenient. Tức là rất nhiều parents thì như vậy thôi. Viết như này có nghĩa tất cả parents đều như vậy. Nó sai nhé. Hoặc là modern parents tend to, đúng không? Đây là cách thứ hai này. Tend to hoặc là are often. Đó. Thì đây là ba cách để mọi người có thể làm cho cái câu nghe nó kiểu tinh tế hơn, nó objective hơn, nó kiểu có học hơn. Giờ nghe nó đỡ bị kiểu quy chụp quá. This leads to many children. Sau lead to và là danh từ này. Many children become là đây nó thành S và V mất rồi đúng không? Mình dạy cái cách để biến một cái câu S V thành một cái cụm danh từ bằng cách để xin là many children biến thành object của nó đúng không? Thì vẫn là many children. Và thêm verb in vào cái động từ thì đây phải là becoming. Accustomed to get.
sau custom to, trong to nó như vậy thôi, không phải là to verb đâu nhé. Đấy. Quen với việc gì đó đúng không? Phải là getting, getting whatever they want. And rồi phải and they find it difficult to accept the noun of now này, the demands of teachers or limits, phải là giờ tiếp, the limits imposed on them by school rules. Thì limits bình thường nó rất là nhiều, mình không biết là cái gì, không bao giờ có giờ được nhé. Nhưng chỗ này phải có giờ bởi vì đây nó là rút gọn của mệnh đề tính từ này. That are này, imposed on them by school rules thì nó rất là rõ ràng. Cái that are này là mệnh đề tính từ, nó actually nó định nghĩa cho cái limits này, nó làm cho limits này rất là rõ, mình biết nó là cái khuôn khổ của school rules rồi thì ra phải có giờ ở đây. Thế thôi, khó hơn rồi đúng không? Nhắc đến giờ là bắt đầu choáng váng rồi. Và nhất là cái chỗ như kiểu làm cho cái câu nghe nó tinh tế hơn chỗ này, là bắt đầu khó hơn một tí thôi. Nhớ nhá, cố gắng làm sao làm 80%, 70%, 80% là chắc chắn trên 7. 80% đến 90% là chắc chắn trên 8. Trên 90% là khả năng được 9 rất là cao rồi đấy. So, câu này có 4 lỗi. Mọi người cũng pause lại nhé. Pause lại. Sau đấy, mình sẽ chữa nha. So, added to this is the fact that, không phải nha, children are all too often influenced by and imitate, một chữ M, the behavior of celebrities. Many of them portray the idea that success can be achieved without finishing, đúng không? Đây là những cái lỗi dễ nhất này. Vậy là có một lỗi, hai lỗi, ba lỗi rất là dễ này. Còn một lỗi nữa. Mọi người nhìn ở đây là một chủ ngữ này, động từ này. Chủ ngữ tiếp này, động từ này. Lưới được, nó được nối với nhau bằng dấu phẩy là sai rồi, đúng không? Chỗ này mọi người có thể biến nó thành many of whom nhé. Many of whom là ngon luôn. Hoặc là and, phẩy and ở đấy. And many of them portray the idea that success can be achieved without finishing, sau những cái preposition đó, những cái giới từ hả, thì mọi người sẽ phải dùng danh từ nhé, đó là bước in vào đây luôn, finishing school. Thế tốt, đây là 4 lỗi. Tiếp theo sẽ có 3 lỗi này. To address the problem of students, sau of là danh từ này, student là danh từ, misbehave là động từ mất rồi. Đây là một câu đầy đủ sai nhé. Mình sẽ phải biến thằng này thành tân ngữ students, vẫn là students. Misbehave là misbehaving, đúng không? A school. I believe that the change must start with parents. Cái này khá đủ nghĩa rồi đúng không? Đúng phải ở đây. Who need to be persuaded that it is important to set firm rules for their children. Tất cả parents đều phải làm cái này, đúng không? Nó đúng cho cả cái tập hợp parents đây luôn. When misbehaving or break the rules, parents should. Mọi người nhớ cái rút gọn của mình để trạng từ đúng không? Mình chỉ được dùng when xong verb in như thế này khi mà nó chung chủ ngữ thôi. Nếu viết như này có nghĩa là parents misbehave đâu chuẩn đâu, đúng không? Mình dùng là when children. When children misbehave or break the rules, là ok. Parents should use reasonable punishments to demonstrate that actions have consequences. Ok, very nice. Ngoài ra có một cách khó hơn một tí nữa. Nếu mọi người muốn viết theo kiểu nó xịn xò hơn, mọi người có thể dùng là when children, hoặc bỏ when luôn đi cũng được. Children misbehaving or breaking the rules for parents. Thì đây là cái mệnh đề absolute clause. Absolute clause nó hơi khó hơn một tí. Tức là không chung chủ ngữ vẫn giúp gọn được, nhưng mà phải giữ chủ ngữ của thằng trước, xong nó dùng in như bình thường thôi. Được chưa? Ok. Tiếp theo có 7 cái mistakes. Cả nhà enjoy phần này nha. Viết xuống đi. Sau đấy pause cái video lại. Sau đấy so lại với cả cái giải thích của mình sau nha. Alright. Chúng ta chiến luôn nha. So these, sau these phải là số nhiều đúng không? Số nhiều ngon rồi. Could range from, trong tiếng Anh không biết kiểu này nha, không được có hai chấm. Hai chấm nó sẽ viết theo trong tình huống khác. Mình sẽ dạy kỹ hơn ở trong phần writing về dấu câu. Could range from, không phải là verb này, nice, depriving them of things that they treasure.
Ok. Such as their favorite toys số nhiều này, TV show số nhiều này. Sao phải phẩy? Cách dùng là suggest ấy. Nó là trước của nó có phẩy, đằng sau phải có phẩy. Nhưng mà trong tình huống này nên có phẩy ở đây nữa. Bởi vì mình sẽ song song với to với from này. Stopping phải có hai chữ P này. From seeing their friend. Không có from cũng được, không sao. Nhưng mà nên có from thì nó sẽ học thuật hơn, nó sẽ hay hơn. Also, famous people phải, such as musicians and football players phải, nice. Need to understand the responsibility that, đúng không? Chữ that này nó định nghĩa cho thằng trước này. The responsibility that they have to act as role models to children. Ok. Vậy là mình có một lỗi ở đây này, hai lỗi này, ba lỗi này, bốn lỗi này, năm lỗi này, sáu lỗi này, và lỗi tiếp theo nên dùng là the things that they treasure. That này nó cũng định nghĩa trực tiếp things này rồi, được chưa? So depriving them of the things that they treasure. Tương tự the responsibility that động. Bảy lỗi. Cuối cùng, bốn lỗi cuối cùng. In conclusion, mọi người cũng bỏ thời gian kiểu take time để làm sau đó rồi so nha. Nghe mình cũng được nhưng mà có cái là nó không hiệu quả bằng thôi. Pause lại, pause lại. Nếu bạn nào vẫn đang nghe mà chưa pause lại để viết thì pause lại nha. Ok, mình sẽ chữa nhé. In conclusion, schools increasingly face discipline problems. Can be, tự nhiên verb này, xong can be verb tiếp này. Sai rồi đúng không? Schools, mình muốn biến thằng này thành một cái danh từ để làm chủ ngữ thì chỗ này sẽ phải thêm mình thôi. Increasingly facing, cái gì gì đó can be ascribed, có nghĩa là đổ cho đấy. Parents' leniency and famous people's behavior, ok? And the solutions lie in changing. Sau cái này phải là verbing này. Ways of, sau of này phải là verbing tiếp, disciplining their children and making famous figures realize the amount of bearing they have, đây là cái mức ảnh hưởng they have on young people. Vậy đúng không? Những cái người thường thì những cái này đúng cho cả tập hợp lần trước. Who often idolize and emulate them. Ok. Cool. Bài này là bài tương đối khó, có tất cả các lỗi rồi đúng không? Mình sẽ có cái lỗi về phẩy hay không phẩy của mình để tính từ này. Sau dựng of phải là danh từ này. Biến một cái câu thành một cụm danh từ bằng cách thêm in vào động từ và đổi cái thành này thành tân ngữ này. Và mình biết cách dùng của suggest đúng không? Nếu có phẩy đằng trước thì có phẩy đằng sau, không có phẩy đằng trước thì không có phẩy đằng sau. Và the có the đúng không? The responsibility that này, the danh từ danh từ này, rút gọn của mình để when này, rút gọn của mình để không chung chủ ngữ này, cái absolute clause. Và có một cái đoạn nó sẽ cần phải tinh tế hơn, đấy chính là cái chữ làm sao để giảm cái sự quy trục khi mình lập luận đúng không? Many này, tend to, often này, nó sẽ làm mình giảm cái mức độ chắc chắn, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Và the danh từ này, the cái gì đó that, bởi vì nó định nghĩa thằng sau rồi. Ok, và mình để danh từ thì nó phải là số ít. Alright, nice, that's it. So đây là những cái kiểu đỉnh cao nhất của ngữ pháp và đây là những cái lỗi hay mắc nhất rồi. Những bạn nào mà tránh được 80% lỗi này thì cứ yên tâm là 8 điểm rồi. Ok. 90, 95% là bắt đầu chín rồi. Còn những bạn nào được 70% là chắc chắn trên 7. 60% thì wow, vẫn còn hơi quá nhiều lỗi. Anyway, bye bye cả nhà. Cố gắng xem lại nếu mọi người chưa nắm chắc nhé. Hẹn mọi người ở trong các videos mình dạy về writing. Bye guys.